tình báo Mỹ đã tổ chức một chiến dịch chưa từng có tại một địa điểm ngay ngoài khơi bờ biển nước Nga. Tuy nhiên, Washington đã bị đánh bại một cách đầy bất ngờ, thông tin trên được trang The Drive đăng tải. Nhà báo Thomas Newdick của tờ The Drive viết, không quân Mỹ đã quyết định thực hiện một động thái hết sức bất thường, bằng cách sắp xếp một hoạt động gián điệp chưa từng có, ngoài khơi bờ biển phía đông nước Nga. Chúng ta đang nói về chuyến bay trên biển Thái Bình Dương, của hai máy bay trinh sát chiến lược Boeing JC-135S Cobra Bone, chuyên theo dõi tên lửa đạn đạo. Lý do của sứ mệnh nói trên liên quan tới vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JS-28 Sarmat thế hệ mới, mà theo nhà báo Newdick, là một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố như một phần của thông điệp liên bang vào tháng 3 năm 2018. Việc phóng Sarmat được thực hiện tại sân bay vũ trụ Plesetsk, vùng Arkhangelsk nhằm xác nhận các đặc tính thiết kế và tên lửa đã đánh trúng mục tiêu tại bãi thử Kura bán đảo Kamchatka. Trên thực tế, đó là điểm đến cuối cùng mà tình báo Mỹ quan tâm. Theo thông báo, hai máy bay trinh sát chiến lược JC-135S Cobra Bone đã cất cánh từ căn cứ không quân Mỹ ở Alaska, Aleutian và bay theo hướng bờ biển Viễn Đông của Nga. Các dịch vụ theo dõi chuyến bay đã phát hiện ra biên đội phi cơ trinh sát chiến lược của Mỹ tại địa điểm gần đảo Martell, một tiền đồn xa xôi không có người ở thuộc bang Alaska, trong vùng biển Bering, tờ The Drive cho biết. Loại máy bay này rất nổi tiếng với hoạt động do thám tử thời chiến tranh lạnh, nhiệm vụ chính là tìm hiểu thông tin về các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa do Liên Xô chế tạo. JC-135S được trang bị quang phổ kế, hệ thống camera, anten để thu thập dữ liệu từ xa và nhiều khí tài khác. Loại máy bay này rất nổi tiếng với hoạt động do thám tử thời chiến tranh lạnh, nhiệm vụ chính là tìm hiểu thông tin về các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa do Liên Xô chế tạo. JC-135S được trang bị quang phổ kế, hệ thống camera, anten để thu thập dữ liệu từ xa và nhiều khí tài khác. Thông thường, phi cơ trinh sát JC-135S Cobra Bone sẽ chiếm vị trí gần bờ biển Nga hơn nhiều, với trọng tâm là Klyuchi, ngôi làng gần nơi có bãi thử Kura. Thông thường, phi cơ trinh sát JC-135S Cobra Bone sẽ chiếm vị trí gần bờ biển Nga hơn nhiều, với trọng tâm là Klyuchi, ngôi làng gần nơi có bãi thử Kura. Thông thường, phi cơ trinh sát JC-135S Cobra Bone sẽ chiếm vị trí gần bờ biển Nga hơn nhiều, với trọng tâm là Klyuchi, ngôi làng gần nơi có bãi thử Kura. Thông thường, phi cơ trinh sát JC-135S Cobra Bone sẽ chiếm vị trí gần bờ biển Nga hơn nhiều, với trọng tâm là Klyuchi, ngôi làng gần nơi có bãi thử Kura. Thông thường, phi cơ trinh sát JC-135S Cobra Bone sẽ chiếm vị trí gần bờ biển Nga hơn nhiều, với trọng tâm là Klyuchi, ngôi làng gần nơi có bãi thử Kura.